Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh tin mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn ngay bây giờ là bản tin ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Dân mạng quốc tế ủng hộ cổ vũ tàu Việt Nam đâm vào tàu hải cảnh Trung Quốc cho chưa thói ngang ngược. Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh Trung Quốc hôm nay. Các bạn thân mến, như chúng tôi cũng đã nhiều lần đề cập về sự hung hăng cũng như là hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, hòng thâu tóm vùng biển đem lại nhiều lợi ích này. Dường như những sự việc như tàu hải cảnh dân quân biển Trung Quốc đâm vào tàu chấp pháp, tàu cá nước ta đã quá quen thuộc với tất cả mọi người phải không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn quay ngược thời gian một chút, trở lại về sự kiện đã xảy ra cách đây hơn 7 năm. Trung Quốc đã đặt giàn khoan 981 gây xôn xao dư luận quốc tế và khu vực. Mặc dù đang xâm phạm chủ quyền nước bạn, thế nhưng quốc gia này vẫn vô cùng hung hăng và hống hách. Cụ thể, có một đoạn video ghi lại được tàu hải cảnh mang số hiệu 44103 của Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam. Sự việc này xảy ra cũng khá lâu rồi, thế nhưng hôm nay thì chúng tôi cũng muốn đề cập lại chủ đề này. Bởi lẽ mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là xuất phát từ Trung Quốc, nhưng là động thái ngược lại. Tàu chấp pháp Việt Nam đã đâm vào tàu hải cảnh Trung Quốc, mặc dù tàu của Trung Quốc to và có lợi thế áp đảo. Sau khi mà được đăng tải, video đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, cũng như bình luận từ cộng đồng quốc tế. Các bạn nghĩ sao về hành động này? Liệu đây có phải là một tín hiệu đáng mừng hay không? Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về sự việc này và những bình luận đến từ cộng đồng mạng quốc tế, xem họ đánh giá như thế nào về sự việc này nhé. Các bạn thân mến, vào đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí cách hòn đảo Chi Tôn 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn khoảng 120 hải lý về phía đông. Đáng chú ý, đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế UNCLOS năm 1982, giàn khoan dầu Hải Dương 981 là giàn khoan biển sâu di động cỡ lớn đầu tiên được sản xuất bởi Trung Quốc và thuộc sở hữu của Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc. Hải Dương 981 có chiều dài là 114m, rộng 90m, chiều cao là 137,8m và có khối lượng lên đến 31.000 tấn. Boong của giàn khoan có diện tích bằng đúng một sân bóng đá tiêu chuẩn với khả năng khoan sâu tới 12.000 mét. Trung Quốc đã đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 952 triệu đô để xây dựng Hải Dương 981 trong suốt 3 năm. Và để bảo vệ giàn khoan có giá trị hàng tỷ đô này, Trung Quốc đã huy động tới 80 tàu các loại, trong đó có 7 tàu quân sự như tàu tuần tra tên lửa tấn công nhanh 753, khinh hạm tên lửa 534 và 33 tàu hải cảnh, cùng với nhiều tàu vận tải và ngư dân. Ngoài ra, hàng ngày có tới hàng chục tốp máy bay hoạt động trên địa bàn. Đỉnh điểm là có những lúc số lượng tàu hộ tống của Trung Quốc có thể lên tới là hơn 100 chiếc. Để có thể bảo vệ quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế, nhưng vẫn phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam đã cử 29 tàu hải cảnh tới khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Khi mà nhận thấy giàn khoan này có ý định thiết lập vị trí cố định, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã tích cực trong việc tuyên truyền vận động Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của mình, đồng thời rút giàn khoan ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam. Đáp lại những động thái mềm mỏng của Việt Nam, tàu Trung Quốc lại lấn lướt, liên tục có những động thái gây hấn, khiêu khích như là mở bát pháo để uy hiếp, hay là dùng vòi rồng tấn công tàu của Việt Nam, sẵn sàng húc, đâm mạnh khiến cho tàu Việt Nam hư hỏng và làm bị thương một số kiểm ngư viên. Cụ thể, minh chứng cho hành vi gây hấn ấy là sự việc tàu hải cảnh 44103 của Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam và đã làm gãy đến 10 mét lan can tàu,
và sau khi thực hiện hành vi hung hăng này thì chiếc tàu cũng đã bị vỡ mũi. Thế nhưng vẫn liên tục theo sát lực lượng chấp pháp Việt Nam đi bên cạnh và cản trở lực lượng này thực thi pháp luật. Thậm chí dù đã gây ra hư hỏng nhưng hải cảnh Trung Quốc vẫn không dừng lại, tiếp tục tăng tốc đâm mạnh vào mạn trái của đuôi tàu Việt Nam, dù cho cảnh sát biển đã chủ động vòng né tránh những cú va, và cuối cùng lan can của tàu cảnh sát biển 2012 của Việt Nam đã gãy vụn 7 cú đâm mạnh rất hung bạo này. Sau khi mà video được đăng tải từ một nguồn của Trung Quốc, hình ảnh cũng tương đối rõ nét so với đoạn video trước đây của Việt Nam, đã có rất nhiều lượt tương tác đến từ cộng đồng mạng quốc tế. Có lẽ người đăng video này nhằm mục đích công kích Việt Nam chúng ta, chứng minh rằng Việt Nam ta mới là quốc gia chủ động đâm tàu chấp pháp của nước họ. Thế nhưng ngược lại với chủ đích đó, cư dân mạng lại bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam nhiều đến bất ngờ, thậm chí còn tỏ rõ thái độ căm ghét với quốc gia tỷ dân này. Quả đúng là gậy ông lại đập lưng ông. Ngay sau đây, chúng tôi cũng sẽ dẫn ra những bình luận tiêu biểu nhất để quý vị có thể thấy được sự ủng hộ dành cho Việt Nam chúng ta từ cộng đồng quốc tế mạnh đến như thế nào. Một cư dân mạng đến từ Hoa Kỳ có bình luận rằng: "Tôi thật sự rất kính trọng và cảm phục đối với cảnh sát biển Việt Nam. Quá khứ đã là quá khứ và tôi xin cầu chúc cho Việt Nam sẽ chiến thắng trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ của mình." Trong khi đó, các bình luận đến từ Philippines lại thẳng thắn nói về sự không cứng rắn, cương quyết trong hành động của chính phủ, cũng như lực lượng thực thi luật pháp của nước mình, đồng thời tôn vinh việc làm vừa rồi của Việt Nam. Bình luận có nội dung như sau: "Chúa ơi, tôi ước gì chính phủ Philippines cũng quyết liệt như Việt Nam. Những người Việt Nam này thực sự dũng cảm và có ý thức yêu nước, không giống như chủ tịch nước của chúng tôi, buồn làm sao. Thật tuyệt vời khi ở đất nước Việt Nam." Một bình luận khác thì nói rằng: "Đây là hành động vô cùng tuyệt vời của quốc gia Việt Nam, dám đứng lên và chống lại đất nước Trung Quốc. Philippines cũng nên hành xử như vậy. Hãy để cho Trung Quốc biết được rằng không phải họ muốn làm gì cũng được. Việt Nam sẽ là một thách thức lớn đối với Trung Quốc. Người Việt Nam họ sẽ không dễ dàng để từ bỏ điều đó. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ các bạn." Camila đến từ Philippines chia sẻ. Một bạn khác cũng đến từ quốc gia này lại thì bày tỏ: "Tôi là người Philippines và tôi nghĩ Trung Quốc đã đánh giá quá thấp Việt Nam rồi. Việt Nam là một đất nước vô cùng dũng cảm. Hãy nhớ rằng, trong chiến tranh, họ thậm chí còn không lùi bước. Dù cho đó là Mỹ, so với Mỹ thì Trung Quốc thậm chí còn không tạo ra được nhiều sự khác biệt đến như vậy." Các bạn thấy đấy, Philippines tham gia bình luận rất nhiều trong diễn đàn này. Bởi lẽ đây cũng đang là một quốc gia có tranh chấp vùng lãnh hải với Trung Quốc trên Biển Đông, dễ hiểu vì sao họ lại bức xúc đến như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với bình luận của Nikki Rusgat đến từ Hoa Kỳ. Bạn này thì lại có ý gửi lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến với quốc gia Trung Quốc. Mỹ đã bị đánh đuổi thảm hại khỏi Việt Nam, bây giờ Trung Quốc lại muốn bắt nạt quốc gia này, rồi sẽ phải chịu chung số phận như Mỹ đã từng gánh chịu mà thôi. Một bạn khác đến từ Ấn Độ có tên là Chuhachik Skoli chia sẻ quan điểm rằng quân đội Việt Nam có một số nhà chiến lược xảo quyệt nhất và một đội quân thiện chiến với tình yêu nước nồng nàn. Nếu ta chỉ đánh giá họ như một quốc gia nhỏ thì chắc chắn sẽ gặp thất bại. Dù cho các quốc gia xâm lược có lớn đến đâu chăng nữa, trừ khi sử dụng vũ khí hạt nhân để gây rối với Việt Nam, nếu không sẽ phải trả cái giá đắt trong khi ở Trung Quốc lính của họ không bằng lính Việt Nam. Tôi thực sự hy vọng Ấn Độ sẽ không bao giờ gây rối với Việt Nam và tiếp tục có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với quốc gia này. Nickname có tên là Eskan Kader cho biết Việt Nam sẽ vươn lên, con rồng đang ngủ sẽ thức dậy và chống lại Trung Quốc. Trong khi một nickname khác thì lại mong muốn sự cứng rắn hơn từ các quốc gia cũng đang có tranh chấp tại Biển Đông với Trung Quốc. Việt Nam giống như một cậu bé trầm lặng trong lớp đã đánh bại một kẻ bắt nạt hàng đầu một lần, bây giờ lại tiếp tục một kẻ bắt nạt khác và tôi mong muốn các nước ASEAN khác cũng đều làm như vậy. Connie thì lại đưa ra cảm nhận rằng tôi vừa xem xong một đoạn video mà Argentina đánh chìm một tàu cá của Trung Quốc. Sau khi tàu của quốc gia này phớt lờ mọi cảnh báo, các quốc gia nhỏ nhận được sự tôn trọng của tôi vì đã dám đứng lên chống lại Trung Quốc, trong khi các quốc gia lớn thì lại không làm được gì. Trong số đó thì cũng có rất nhiều những bình luận mỉa mai, thậm chí bày tỏ sự căm ghét đến với đất nước tỷ dân Trung Quốc. Thật sự đáng báo động về việc Trung Quốc đang trở thành một quốc gia bị căm ghét nhanh chóng như thế, nickname Duri chia sẻ.
Chari Hawa đến từ Pakistan thì lại mỉa mai rằng có vẻ như Trung Quốc nghĩ rằng cả thế giới đều là tài sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thậm chí có bạn còn nêu dẫn chứng thêm để thấy được sự không ra gì của Trung Quốc và đến người dân của chính quốc gia mình cũng mặc nhiên bỏ rơi. Bình luận có nội dung như sau. Tôi nhớ khi mà các thuyền viên Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và Colombia bị cướp biển Somalia bắt cóc, chính phủ Trung Quốc đã không hề giúp đỡ người dân tại quốc gia của mình. Kết quả là hơn 20 thủy thủ đoàn đã ở lại Somalia trong vòng 5 năm. May mắn thay, các quốc gia tốt không bao giờ quay lưng lại với công dân của chính họ. Có 1 đến 2 người nước ngoài đã liên lạc với hải tặc để tiến hành thương lượng. Nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều các tổ chức khác nhau, 26 thuyền viên đã được thả sau 5 năm nằm trong tay của cướp biển. Bình luận cuối cùng của chúng tôi muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay đó là một bình luận mang sự thôi thúc, sự động viên tinh thần cho những gì Việt Nam đã và đang làm được. Đôi khi một quốc gia nhỏ lại phải học cách chống lại và bảo vệ những gì thuộc về họ một cách chính đáng. Bởi vì đó là một cuộc đấu tranh đáng giá, một bình luận mà dường như khích lệ được tinh thần cho Việt Nam chúng ta rất nhiều phải không ạ? Các bạn thì thấy như thế nào về những bình luận mà chúng tôi đã đưa ra ở bên trên? Hãy chia sẻ quan điểm cá nhân bằng cách comment ở ngay phía video này nhé! Các bạn thân mến, lẽ phải sẽ luôn luôn được tôn trọng cũng như là sự việc ở trên. Dù cho Trung Quốc cố gắng đẩy Việt Nam vào thế khó, thế nhưng sự căm ghét dành cho Trung Quốc này đã ngày một nhiều. Có quá nhiều nước, quá nhiều người đã không còn dành niềm tin cho đất nước có quá nhiều âm mưu, thủ đoạn và tham vọng này. Những luận điệu mà quốc gia này đưa ra sẽ không thể giấu đi những gì mà họ đã làm với không chỉ Việt Nam mà còn với các nhiều quốc gia khác đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hiện nay thì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo là vấn đề của toàn đảng, toàn dân, toàn quân cũng như toàn bộ hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt của đảng ta vẫn là giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển tối đa các lĩnh vực kinh tế biển. Bên cạnh đó thì vẫn cần phải kiên quyết, cứng rắn và kiên trì trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà, đặc biệt là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dù sự nghiệp đấu tranh này còn rất nhiều khó khăn, thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý hiệu quả của nhà nước Việt Nam, dưới sự điều hành sáng tạo, linh hoạt của chính phủ, cùng với sự đồng hành của toàn dân, toàn quân, tất cả những cùng nhìn về một hướng, chắc chắn sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta sẽ giành những thắng lợi hoàn toàn. Vâng, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!